Chào mọi người nhé. Hôm nay ngày đầu tiên nghỉ ở nhà theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Thế là đâm ra ăn uống của mình cũng lười. Hôm nay mình sẽ làm cái món cơm lười cho mọi người xem. Thì làm cái món cơm lười này cũng rất là đơn giản. Thành phần chính của nó gồm có gạo, thịt, rau và trứng. Gạo này các bạn cứ nấu như bình thường thôi, sau đó cho vào nồi cơm điện. Thịt thì các bạn có thể chọn thịt lợn, thịt bò, nhớ là tẩm ướp sẵn rồi cho vào nồi thôi. Rau thì các bạn có thể chọn cải ngọt, cải cúc, cải bắp, rau cần. Tùy các bạn thích ăn loại rau gì thì các bạn cho vào. Còn trứng thì có thể chọn trứng gà, trứng vịt cũng được. Tùy. Các bạn đổ nước vào gạo, sau đó cho vào trong nồi cơm điện. Rồi cho bát thịt vào trong. Sau đó đến là cho cái giá rau và trứng ở trên cùng. Đậy nắp nồi cơm điện vào, nấu bình thường thôi. Bây giờ cơm nó chín là sẽ chín hết cả các loại thức ăn khác. Bây giờ chúng ta chỉ việc chờ đợi thôi. Sau khoảng độ 15 phút chờ đợi, bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nồi cơm này đã chín chưa và thức ăn đã ăn được chưa nhé. Bây giờ mình sẽ mở nồi cơm ra xem nó thức ăn đã chín chưa nhé. Bốc hơi, có vẻ chín rồi các bạn. Vậy là đồ ăn đã chín rồi các bạn nhé. Vậy là mình đã chế biến xong cái món cơm lười thành công. Mời cả nhà thưởng thức với mình nhé.